Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Ủy ban Tư pháp Hạ viện cho biết mọi thứ đã sẵn sàng nếu Bộ Tư pháp không cung cấp tài liệu về những bất thường trong cuộc đột kích Mar-a-Lago. Cựu Tổng thống Donald Trump đạt được chiến thắng pháp lý vào cùng ngày ông bị DOJ buộc tội. Quan chức hàng đầu của chính phủ Tổng thống Biden thừa nhận nói dối trước Quốc hội. Và tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ủy ban Tư pháp Hạ viện cho biết mọi thứ đã sẵn sàng nếu Bộ Tư pháp không cung cấp tài liệu về những bất thường trong cuộc đột kích Mar-a-Lago. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, đảng Cộng hòa tiểu bang Ohio, đang yêu cầu các bản tài liệu của Bộ Tư pháp DOJ liên quan đến cuộc đột kích Mar-a-Lago của FBI sau khi được một quan chức cao cấp của FBI từng tham gia lập kế hoạch và thực hiện hoạt động này cho biết về nhiều điểm lạ và bất thường trong vụ việc. Mọi thứ đã sẵn sàng. Một phát ngôn viên của Ủy ban này cho biết khi được hỏi rằng liệu họ có đưa ra một trác đòi hồi tòa và có khả năng là một cáo buộc khinh thường quốc hội nữa dành cho giám đốc FBI Christopher Wray hoặc các quan chức của Bộ Tư pháp hàng đầu khác hay không, nếu như các tài liệu được yêu cầu trong bức thư vào ngày 9 tháng 6 của ông Jordan gửi đến Tổng trưởng lý Merrick Garland không được đưa ra. Trong nhiều tháng qua, ông Jordan đã thúc ép ông Garland và ông Wray để có được các tài liệu liên quan nhưng vẫn chưa nhận được. Thưa quý vị, những điều bất thường của cuộc đột kích Mar-a-Lago đã được mô tả cho các nhà điều tra của Quốc hội trong một cuộc phỏng vấn được ghi âm vào hôm 7 tháng 6 với ông Stephen D'Arturno, cựu trợ lý giám đốc FBI phụ trách văn phòng địa phương Hoa Thịnh Đốn. Và theo bức thư của ông Jordan, một trong những các quan chức cao cấp nhất của FBI chịu trách nhiệm thực hiện cuộc đột kích chưa từng có này. Ông Jordan viết cho ông Garland rằng, trong lời khai của mình thì ông D'Arturno bày tỏ những lo ngại sâu sắc đối với việc theo đuổi cuộc đột kích của Bộ Tư pháp và lưu ý một số đặc điểm bất thường trong cách Bộ Tư pháp giải quyết vụ việc. Ông D'Arturno, người đã có hơn 2 thập niên làm việc với FBI, thấy thất vọng khi FBI sẽ lại chịu trách nhiệm về việc khám xét nơi ở của Tổng thống Trump. Trong cuộc phỏng vấn được ghi âm, thì ông D'Arturno đã trình bày chi tiết về việc ông không đồng tình với cách tiếp cận của Bộ Tư pháp đối với cuộc đột kích đó, mà mô tả một vài điểm bất thường trong các hành động của Bộ khi họ theo đuổi cuộc điều tra Tổng thống Trump. Một trong những điểm bất thường theo như ông D'Arturno mô tả là hành động ở Mar-a-Lago là do văn phòng địa phương của FBI ở Hoa Thịnh Đốn thực hiện, chứ không phải văn phòng địa phương Miami, nơi thường được giao nhiệm vụ thực hiện do vị trí Mar-a-Lago nằm trong địa phận quản lý của họ. Theo ông Jordan, ông D'Arturno nói với ủy ban rằng trụ sở chính của FBI đã quyết định giao việc thực hiện lệnh khám xét cho văn phòng địa phương Hoa Thịnh Đốn, WFO, mặc dù địa điểm khám xét diễn ra trong địa phận của văn phòng địa phương Miami của FBI. Ông D'Arturno nói rằng ông hoàn toàn không biết tại sao họ lại đưa ra quyết định này và thắc mắc tại sao văn phòng địa phương Miami không đảm trách vấn đề này. Ông D'Arturno đã chỉ ra với ủy ban nói trên rằng các quan chức FBI đã nói với biện lý đặc biệt John Durham rằng các văn phòng địa phương chứ không phải trụ sở chính FBI nên tiến hành các cuộc điều tra. Một điều bất thường khác là thực tế không có biện lý liên bang nào được chỉ định phụ trách vụ án này, mặc dù đó là phương thức hoạt động tiêu chuẩn của FBI. Ông Jordan viết cho ông Garland rằng ông ấy giải thích rằng ông ấy không hiểu tại sao không có lấy một biện lý liên bang nào được chỉ định và đã rất nhiều lần nêu ra sự băn khoăn này với các quan chức của Bộ vì điều này không bình thường. Ông D'Arturno cho biết ông ấy không bao giờ nhận định được câu trả lời trọn vẹn và được thông báo rằng Bộ phận An ninh Quốc gia sẽ xử lý vấn đề này. Ông D'Arturno cho biết ông Jay Bragg, người đứng đầu bộ phận phản gián của DOJ, đóng vai trò là công tố viên chính trong vụ án này. Ông Jordan lưu ý trong bức thư của mình rằng, ông Bragg, cũng chính là luật sư của bộ bị cáo buộc, đã gây ra áp lực sai trái lên luật sư đại diện cho một nhân viên của Tổng thống Trump. Ông Jordan đang đề cập đến cáo buộc của một cựu luật sư của Tổng thống Trump rằng, ông Bragg đang thúc ép một luật sư khác của ông Trump trở thành nhân chứng chống lại cựu Tổng thống.
nhiều điều bất thường trong cuộc đột kích của FBI. Điểm bất thường thứ ba mà ông DeAntonio cáo buộc là việc các đặc vụ FBI phản đối sử dụng lệnh khám xét để xông vào Mar-a-Lago và đề nghị rằng các quan chức chính phủ phải nhận được sự đồng ý của ông Trump trước khi bước vào địa điểm đó. Ông Jordan viết cho ông Gallen rằng ông DeAntonio tin rằng ông hoặc là giám đốc Christopher Gray đã đưa ra quyết định phải xin lệnh khám xét bất chấp sự phản đối của các đặc vụ chuyên môn đang giải quyết vụ án này ở văn phòng WFO. Thưa quý vị, điều bất thường thứ tư liên quan đến điều thứ ba, đó là đặc vụ FBI tại Mar-a-Lago đã không chờ luật sư của ông Trump đến trước khi tiến vào dinh thự của cựu tổng thống. Ông Jordan viết cho ông Garland. Ông DeAntonio khai rằng FBI đã tìm cách loại luật sư của Tổng thống Trump ra khỏi cuộc khám xét, một hành động mà ông DeAntonio không đồng tình. Sau những lời khai của ông DeAntonio, thì ông Jordan nói với ông Garland rằng ông ấy muốn có tất cả các tài liệu và nội dung trao đổi đề cập hoặc liên quan đến các cuộc gặp giữa FBI và quan chức Bộ Tư pháp trước khi thực hiện lệnh khám xét tư gia của Tổng thống Trump. Tất cả các tài liệu và nội dung trao đổi đề cập hoặc liên quan đến việc thi hành lệnh khám xét tư dinh của Tổng thống Trump, bao gồm cả những tài liệu và thông tin được gửi hoặc nhận bởi các viên chức FBI và Bộ Tư pháp sau đây, và tất cả các tài liệu cùng nội dung trao đổi giữa hoặc trong nội bộ các nhân viên và đặc vụ của Văn phòng Địa phương Hoa Thịnh Đốn và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ về một cuộc lục soát tiềm năng vào tư dinh của Tổng thống Trump. Đầu tuần này, ông Gray vừa mới tránh được một trắc đòi hồi tòa tiềm năng vì tội khinh thường quốc hội sau khi ông đồng ý cho phép các thành viên của Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình Hạ viện xem một tài liệu không cơ mật của FBI thuộc lại bản tường trình của một người cung cấp thông tin về bằng chứng cho thấy rằng Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter đã nhận hối lộ từ một giám đốc điều hành của một công ty năng lượng ở Ukraine khi ông Biden còn là phó tổng thống. The Epoch Times đã yêu cầu Bộ Tư pháp đưa ra bình luận, nhưng không nhận được phúc đáp nào vào thời điểm xuất bản bài báo này. Cựu Tổng thống Trump đạt được chiến thắng pháp lý vào cùng ngày ông bị Bộ Tư pháp buộc tội. Cựu Tổng thống Donald Trump đã đạt được chiến thắng pháp lý trong một vụ kiện không liên quan khác vào cùng ngày ông bị Bộ Tư pháp buộc tội. Hôm thứ Sáu, ngày 9 tháng 6, một thẩm phán của Tòa án tối cao New York đã ra phán quyết rằng vụ cựu tổng thống kiện cháu gái Mary Trump, người luôn chỉ trích ông gay gắt, có thể được tòa tiếp tục xét xử. Thưa quý vị, bà Mary Trump đã đệ đơn kiến nghị bác bỏ tất cả các tuyên bố của ông Trump, nhưng thẩm phán Robert Reed từ chối bác bỏ phần vi phạm hợp đồng. Thẩm phán Reed viết trong bản phán quyết, tuyên bố rằng đề nghị bác bỏ đơn kiện của bị đơn Mary Trump bị từ chối trong phạm vi đơn này tìm cách bác bỏ nguyên nhân khởi kiện đầu tiên, vi phạm hợp đồng. Bà Mary Trump đã bị kiện vào hồi năm 2021 vì đã cung cấp thông tin về thuế của ông Trump cho The New York Times. Sau đó, hãng thông tấn này đã đăng một bài báo dài hơn 13.000 từ, tuyên bố rằng ông Trump có khả năng thực hiện các kế hoạch liên quan đến thuế. Theo New York Times, cũng là một trong những bị cáo, nhưng ông Reed đã bác bỏ đơn kiện The New York Times vào hồi tháng 5, viện dẫn tu chính án thứ nhất. Ông Reed cho biết bản tin này của The New York Times là cốt lõi của hoạt động được tu chính án thứ nhất bảo vệ và rằng các tòa án từ lâu đã công nhận rằng các phóng viên có quyền tham gia vào các hoạt động thu nhập tin tức thông thường và hợp pháp mà không sợ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Trong một tuyên bố gửi tới nhiều hãng thông tấn, The New York Times cho biết họ hài lòng với quyết định của ông Reed. Hãng thông tấn này cho biết thêm, đây là một tiền lệ quan trọng, tái khẳng định rằng báo chí được bảo vệ khi họ thu thập tin tức thường xuyên để lấy thông tin có tầm quan trọng sống còn đối với công chúng. The Epoch Times đã liên lạc với luật sư của bà Mary Trump, ông Theodore Bonchon Jr. để đề nghị bình luận. Quan chức hàng đầu của chính phủ Tổng thống Biden thừa nhận nói dối trước Quốc hội. Một quan chức hàng đầu trong chính phủ của Tổng thống Joe Biden đã thừa nhận nói dối trước Quốc hội khi tuyên bố không sở hữu cổ phiếu cá nhân. Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm, một người được Tổng thống Biden bổ nhiệm, nói với Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên
của Thượng viện vào ngày 20 tháng 4 rằng bà không sở hữu cổ phiếu cá nhân, thay vào đó sở hữu các quỹ tương hỗ. Thưa quý vị, trong một bức thư vào hôm 9 tháng 6 gửi cho Thượng nghị sĩ Joe Manchin của Dân chủ West Virginia, bà Glenn Holmes cho biết bà đã không trung thực trong lần xuất hiện tại Điện Capitol. Tôi đã nói nhầm với ủy ban rằng tôi không sở hữu bất kỳ cổ phiếu cá nhân nào. Trong khi lẽ ra tôi phải nói rằng tôi không sở hữu bất kỳ cổ phiếu có xung đột lợi ích nào. Bà Glenn Holmes cho biết trong bức thư mà The Epoch Times có được và đã xem xét. Bà Glenn Holmes cho biết bà đã thoái vốn khỏi những tài sản có thể xung đột với các nhiệm vụ của mình khi được xác nhận là Bộ trưởng Năng lượng, nhưng bà vẫn giữ lại những cổ phiếu mà các quan chức đạo đức chính phủ xác định sẽ không mâu thuẫn với những nhiệm vụ đó. Do vậy, bà đã bán những cổ phiếu đó. Bà Glenn Holmes cho biết, để làm cho các tài sản chính của tôi phù hợp với lời khai của mình, vào ngày 18 tháng 5 của năm 2023, tôi đã thoái số tài sản cổ phiếu còn lại, bao gồm cổ phiếu của 6 công ty, mặc dù những tài sản này được coi là không có xung đột lợi ích. Bà Glenn Holmes đã không nêu tên những công ty kể trên. Bà nói rằng những công ty này sẽ được xác định trong báo cáo công bố thông tin hàng năm của bà, dự kiến sẽ có vào giữa tháng 6. Bộ Năng lượng và ông Manchin, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng, đã không phúc đáp các yêu cầu bình luận. Thượng nghị sĩ John Barrasso, đảng Cộng hòa tiểu bang Wyoming, thành viên của đảng Cộng hòa hàng đầu trong ủy ban này, nói với The Epoch Times trong một tuyên bố gửi qua thư điện tử rằng Bộ trưởng Granholm đã nói dối ủy ban về tài sản cổ phiếu của gia đình bà ấy. Ông nói thêm, sự việc này xảy ra sau khi bà ấy không tuân theo các quy tắc đạo đức và công bố thông tin cơ bản. Đây là một khuôn mẫu đáng lo ngại. Đó là điều không thể chấp nhận được. Bà Granholm đã vi phạm các quy tắc công bố thông tin chứng khoán bằng cách cung cấp doanh số bán cổ phiếu vào năm 2022, muộn hơn so với yêu cầu. Trước đây bà đã thừa nhận trước Thượng viện. Bà cũng đã vi phạm đạo luật Hatch khi ủng hộ đảng Dân Chủ trong kỳ làm việc trong chính phủ. Theo đoạn video ghi lại phiên điều trần, bà Granholm dường như đã không tuyên thệ khi khai mang trước ủy ban này vào hồi tháng 4. Hầu hết các nhân chứng làm chứng được trước Thượng viện đều không tuyên thệ. Thưa quý vị, một luật liên bang nghiêm cấm khai mang khi tuyên thệ mà họ không tin thông tin đó là đúng. Một luật khác cấm chủ tâm và cố ý đưa ra những tuyên bố sai sự thật trong bất kỳ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của nhánh hành pháp, lập pháp hoặc tư pháp của chính phủ Hoa Kỳ. Vi phạm một trong hai điều này có thể khiến một người phải ngồi tù tới 5 năm. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hiếm khi đưa ra các vụ kiện đối với quan chức nói dối, bất kể họ có tuyên thệ hay không. Cựu Tổng thống Donald Trump trở thành một trong những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi trong tuần này khi bị buộc tội khai mang và các tội danh khác. Bộ này và Tòa Bạch Ốc đã không phúc đáp các yêu cầu bình luận. Bà Granholm đã nói dối tôi vào hôm 20 tháng 4 và chính phủ phải mất 6 tuần để thừa nhận điều đó. Thật vô liêm sỉ. Thượng nghị sĩ George Hawley, Cộng hòa Missouri, người đang hỏi bà Granholm lúc bà đưa ra tuyên bố sai sự thật đó, viết trên Twitter, đã đến lúc cấm tất cả các quan chức cao cấp của nhánh hành pháp và tất cả các thành viên của Quốc hội sở hữu và giao dịch cổ phiếu. Bà Granholm cũng tiết lộ trong bức thư mới này rằng cổ phiếu Ford mà chồng bà và bà giữ trong tài khoản hưu trí đã được bán vào ngày 22 tháng 3 năm 2021. Trong quá trình xác nhận và tin rằng việc thoái vốn của Ford đã hoàn tất. Nhưng vào tháng 5 năm 2023, bà biết được rằng chồng mình, ông Daniel Mulhern, tiếp tục sở hữu cổ phiếu Ford trong một tài khoản riêng. Bà cho biết, cổ phiếu đó đã được bán với giá 2.457,89 đô la Mỹ vào ngày 15 tháng 5. Bà Granholm viết, vì trước đây tôi không biết về tài sản này, nên tôi đã không báo cáo lợi ích tài chính của chồng mình trong hai báo cáo công bố thông tin tài chính đã công khai trước đó, cũng như không đưa thông tin trước đó vào thủ tục giấy tờ khác liên quan đến đề cử của tôi. Bà nói thêm, là một công chức, tôi rất coi trọng cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và tôi rất tiếc vì đã vô tình bỏ sót lợi tức của chồng tôi với Ford. Đây là cam kết của tôi với ngài, ngài Tổng thống, và quan trọng nhất là với người dân Mỹ. Chồng tôi và tôi đã kiểm tra kỹ các tài sản tài chính của chúng tôi và không có các tài sản phải báo cáo nào khác bị bỏ sót trong báo cáo công khai tài chính của tôi. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình
xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.